Hello các bạn đã trở lại với kênh Như Ý Channel. Thì hôm nay mình sẽ review bánh nha. Này là bánh trong tiệm bánh donut thế giới donut mọi người. Đây được 4 cái bánh nha mọi người. Đây mở ra nè. Wow, ngon chưa? Rất vui nha mọi người. Còn đây là hình mặt người nha, có cái tóc màu tất cả màu luôn nè. Ngon quá mọi người. Đây là hình con bướm nha với hai cọc kiệu. Mềm quá. Với lại cái này là cái hình bánh bao màu xanh lá cây nha mọi người. Ok, bắt đầu mình sẽ ăn nha. Mình không biết chọn nào nữa. Nếu mọi người thích cái nào thì mọi người bình luận nha. Đây có 4 cái, đây là 1, 2, 3, 4 nha. Mọi người thích cái nào mọi người chọn theo đó nha. Mọi người thích số 1 thì bấm số 1, 2 thì bấm số 2. Cứ tương tự vậy với hai cái còn lại nha mọi người. Mình không ăn cái nào nữa, thôi ăn cái màu trắng đi ha. Ngon quá, ngon quá. Wow, ăn nha mọi người. Mời mấy bạn ăn nha. Ngon. Ăn trong có như sô-cô-la nha mọi người. Mình bắt đầu thử mặt ngoài thử cái này giống như là vậy ta. Thì là mình uống cốc á. Ờ, thì có mọi người. Ngon mọi người. Sô-cô-la mà nó không bị đắng mọi người. Cái cảm nhận của mình thì nó cái này nó cũng ngọt ngọt cho lắm, nó hơi ngọt. Quá là ngọt. Thôi mình ăn tiếp cái chút thì trái cái này hồi bữa mình ăn rồi. À, cái này đi, cái này mới. Mới nè. Ủa cái này là mứt Việt Quốc mọi người. Mứt Việt Quốc không mọi người, mứt Việt Quốc. Ăn thử nha. Ngon. Mứt này nó cao cao thì nó hơi đắng đắng. Mà mứt Việt Quốc nó ngọt. Ngon mọi người. Ăn có kiểu mà ăn mà nó có kiểu mà hoài hơi biển đó mọi người. Rất ngon nha mọi người. Nè, cho camera em mẹ thử cái. Sao camera em? Ngon quá. Có mức Việt Quốc á thì nó ngọt ngọt, thơm mùi Việt Quốc nha. Nó hòa quyện với lại lớp bánh rồi phía trên có sô-cô-la, ăn rất là ngon luôn. Thôi, mình sẽ tập trung ăn hết cái này nha. Nè, quay cho các bạn xem nè. Đó, mức Việt Quốc đang chảy ra luôn á. Với phía trên là nó phủ một lớp sô-cô-la nha. Theo với ý thì cái nào ngon hơn? Còn hai cái mình review cái nào đây? Cái này đi. Ừ. Cái này cho bé heo ăn mọi người. Cái chữ lớp này chừa cho ba ý ăn nha. Bây giờ mình sẽ review cái màu xanh nha. Ê mọi người, cái này nó không ngon cho lắm á. Mình thích ăn cái cà cao kia hơn, còn cái nào không ngon mọi người. Hạt cà cao nó đẹp luôn. Hả? Cái gì? Tại ngũ cốc á, nó không có vị gì hết mọi người. Đây. Sau khi bị cặp mất cái miệng với lại cái mũi thì nó lại như vậy. Bây giờ mình còn hai con mắt, bây giờ mình ăn nha. Để mình coi bên trong này là những gì mọi người. Sô-cô-la. Sô-cô-la mọi người. Để mình ăn thử cái con quỷ bánh bao xanh này. Ngon, cái sốt màu xanh nó ngon mọi người. Cái này nó ngon không? Ngon, kết hợp trái cây lạ mọi người. Nó có vị hơi một chút táo mọi người. Rất ngon. Các bạn nhớ ghé xe donut để mua cái loại bánh này với donut ăn thử nha. Nó gần cái chỗ mà cơm tấm huyền đó mọi người. Camera này ăn thử. Camera men nãy giờ ăn được cái bánh chưa xong. Thôi mình sẽ ăn cái bột cái miếng kiểu chiếc của tay mình. Mình sẽ ăn kiểu vậy đó, mình sẽ ăn cắp. Ví dụ như giả bộ là con bướm này nó bị mất cánh đi ha. Kiểu dẻo rất là ngon mình. Đây, mình sẽ cho camera men. Nè, camera men. Cái này là kiểu marshmallow mà
Bên trong nó còn bán bánh donut hình dưa hấu để có cái marshmallow nữa, mọi người nhớ mua về ăn thử nha. Đường tới quán đó mình đã để dưới ở trên màn hình nha mọi người. Hai camera mình còn như cha camera mình đang hết luôn rồi, còn Dạ, đây là cái bánh ý để cho ba ý hình con bướm bị mất phải một cái cánh. mới Vậy ăn cái cánh không không là sao con bướm nó bay được trời. thôi ăn luôn cái cánh vào đây luôn nha mọi người. Ăn luôn cái cánh vào đây luôn. Chắc lát ba mình về bên mình hỏi, ủa cái cánh nó bị rồi ngoài hả? Ba mà có coi cái clip này thì ba đừng có giận con nha. Xin lỗi ba. Mà mọi người có biết tin này không? Ở trên TikTok á, người ta có cho nút không thích rồi đó. Mà mình không biết nó có chưa đâu, mà mình nghe tin đồn vậy thôi chứ mình đâu có biết gì đâu. Mọi người biết rồi thì mọi người có rồi thì bình luận dưới phần comment nha. Cảm ơn mọi người đã coi hết video của mình. Thì mình cũng chào tạm biệt mọi người đã coi hết cái video này. Mọi người nhớ bấm chuông, bấm subscribe để có thể coi thêm nhiều video hay nữa nha. Bye bye.